bán đại tiệc ở nhà hàng này. Hàng gì đây? Anh nhà, anh nhà, hàng anh nhà. Ở Thái Vinh luôn. Rồi mé xong. Bà xui ngồi gần nha. Chị lớn hơn anh tuổi. Dạ. Dạ. Mấy nàng trẻ không hà mà giống nãy giờ. Có khen nương biết mà giờ ai cũng trẻ. Lớn tuổi nương chơi. Không biết thời đẹp quá nhau anh luôn. Quá nhau anh luôn. Chị cũng tại mình. Không có tưởng tượng. Bốn vậy thôi. Tưởng tượng lại hàng sáng. Anh trai bồ hả? Anh Trang hồi nãy hát hình như giống bồ phải không? Có nét giống ổng nữa. Em gãy tương lai á. Giống như thật nhưng mà chưa gặp kiểu này. Phải không? Mà anh Trang nó con trai mà. Tôi rõ vậy. Hai đứa con rồi. Bồ mặt nó sập này. Còn cái con bé nó hát á là đàn bé nó đó. Là rể của chị ta. Dâu của chị Mười. Con gái mặc áo đen lại đó mà bé bì này. Wow, vui ha. Đại gia đình luôn á. Đại gia đình. Quá vui.